Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay đã là cuối tháng 2 rồi và mình đang tự hỏi rằng không biết có bao nhiêu người đang cảm thấy hối hận vì trong tháng vừa rồi đã lỡ chi tiêu quá ngân sách cho phép hay là đã lỡ mua quá nhiều đồ so với nhu cầu của bản thân hay không. Và để bước sang tháng 3 với một kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người 9 câu hỏi mà mọi người có thể tự hỏi chính mình trước khi quyết định mua bất cứ một thứ gì đó, đặc biệt là đối với việc shopping online khi mà chúng ta có nhiều thời gian để cân nhắc và lựa chọn hơn, và không kể là vào những cái dịp lễ đặc biệt hay là Black Friday mà là vào bất cứ một thời điểm nào trong năm. Mình hy vọng rằng những câu hỏi này sẽ giúp cho mọi người quyết định được rằng liệu đó có phải là cái ý hay để mình mua thứ này thứ kia hay không. Và ở trong trường hợp này thì mình loại trừ những cái nhu yếu phẩm cơ bản để mọi người duy trì cuộc sống hàng ngày nhé. Ok, thì để lý trí hơn đối với thói quen chi tiêu của mình cũng như là kiểm soát cái tần suất mua sắm thì câu hỏi thứ nhất mà bạn cần đặt ra đấy chính là liệu mình có thể có được những cái lợi ích dài hạn từ thứ đó hay không? Liệu rằng mình có thể dùng đi dùng lại cái thứ mà mình định mua hay không? Hay là mình có thể dùng nó trong cái khoảng thời gian dài, tầm vài tuần, vài tháng hay là vài năm? Hay là khả năng cao chỉ sau 1-2 lần sử dụng thì nó sẽ lại bị chôn vùi một cái xó nào đó trong căn phòng của bạn và bạn còn chẳng nhớ là mình đã từng có nó. Câu hỏi thứ hai, rằng liệu có phải sớm thôi cái đồ vật đó nó sẽ mất dần đi cái khả năng tạo ra sự hứng thú cho mình. Khi mà nhìn một thứ gì đó thì thông thường chúng ta sẽ quyết định mua hay không dựa trên cái cảm xúc cũng như là cái sự hào hứng của mình lúc đấy để được sở hữu nó, được sử dụng nó. Và đương nhiên là chúng ta muốn cái cảm giác đấy có thể kéo dài lâu nhất có thể. Nhưng mà thực tế thì hầu hết tất cả mọi thứ chỉ thú vị và hay ho vào cái thời điểm ban đầu lúc mà chúng ta sử dụng nó lần đầu tiên. Và sau một cái khoảng thời gian thì nó sẽ mất dần đi cái giá trị đấy, đặc biệt là nếu như xung quanh chúng ta lại xuất hiện thêm những cái sự lựa chọn mới mẻ khác. Bởi vậy bạn sẽ có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn liệu rằng mình có nên mua cái thứ trước mắt mình hay không, nếu như bạn luôn nhận thức được rằng là mình rồi sẽ lại tiếp tục ở trong một cái vòng tròn thích rồi chán, thích rồi chán. Chỉ sau vài ngày, nếu như bạn mua thứ đó chỉ vì trong một cái khoảnh khắc bạn hứng lên và không suy nghĩ gì nhiều cả. Câu hỏi thứ ba, rằng liệu mình có đang có những cái trông đợi thực tế về món hàng đó hay không? Ví dụ như đối với những bạn nữ như mình thì khi mà nhìn thấy một cái gì đấy mà mình thích như kiểu là quần áo hay là phụ kiện thời trang thì thường sẽ tưởng tượng ra cái viễn cảnh là mình sẽ mặc nó thật là đẹp, đeo nó thật là đẹp ở trong nhiều hoàn cảnh, nhiều sự kiện khác nhau. Mình có thể phối nó với cái này, cái kia và một buổi tối của mình sẽ rất là rực rỡ và hoành tráng nếu như mà mình mặc nó đi ra ngoài. Nhưng đôi lúc nó lại tạo ra những cái sự trông đợi không được thực tế cho lắm. Chúng ta tưởng tượng mình sẽ trông như thế nào, cuộc sống của mình sẽ thay đổi ra sao nếu như mình có thứ này, mình sử dụng thứ này. Nhưng rồi không may thì mọi thứ lại không xảy ra theo cái cách mà mình nghĩ. Tuy nhiên, hãy mua nếu như bạn biết chắc rằng đó là nhu cầu thực sự của mình và bạn sẽ sử dụng nó đúng như những gì mà bạn đã trông đợi. Đừng mua một đôi giày sport xịn sò, một bộ đồ thể thao đắt tiền hay là một chiếc Fitbit để track mức độ vận động của mình với kế hoạch là sẽ đi gym. Nhưng rồi kết cục là bạn chỉ ở nhà làm biếng và không tập thành gì cả. Câu hỏi thứ tư là động lực phía sau nào khiến cho bạn có cảm giác bạn muốn có thứ đó? Hãy hỏi mình một cách cụ thể rằng mình muốn mua thứ này vì nó đang sale, mình muốn được như ai đó, mình muốn được bằng bạn bằng bè, mình muốn bắt kịp xu hướng, hay là chỉ đơn giản mình đang cảm thấy chán và cần một cái gì đó để cải thiện tâm trạng của mình. Những cái câu trả lời sẽ giúp bạn nhận ra được cái gì mình thực sự muốn, thực sự cần và cái gì không. Ví dụ như là sắp tới ra mắt iPhone 12 chẳng hạn, thì bạn sẽ sử dụng nó, mua nó bởi vì chiếc iPhone 7 hay là iPhone 8 của bạn đang gặp trục trặc, hay là chỉ đơn giản bạn đang dùng chiếc iPhone 11 và bạn cảm thấy rằng mình cần phải lên đời. Câu hỏi thứ 5 là liệu cùng với số tiền đó thì mình có thể làm gì khác nữa? Mình có thể dùng nó vào những cái việc có ích hay là có giá trị hơn không? Ví dụ như là thay vì mua một bộ đồ mới
thì mình có thể để nó, để trong tuần mình mua những cái thực phẩm, những cái đồ ăn hữu cơ organic tốt hơn cho sức khỏe của mình. Hay là thay vì mua một chiếc túi xách mới, một chiếc đồng hồ mới, thì mình có thể dành dụm thêm một chút nữa để thưởng cho mình một chuyến du lịch ngắn ngày, cái mà có thể giúp mình tạo ra được những cái năng lượng tích cực hơn, rồi giúp mình mở mang tầm mắt và có được những cái kỷ niệm lâu bền và thú vị hơn cùng với bạn bè và người thân chẳng hạn. Vì trong nhiều trường hợp thì bạn sẽ phải thừa nhận rằng mình đã lỡ trả một cái giá đắt hơn so với những cái lợi ích thực tế mà mình có được từ một thứ gì đó. Câu hỏi thứ 6, rằng liệu mình có thể đợi hay không? Thông thường thì chúng ta sẽ đánh mất sự kiên nhẫn khi mà nhìn thấy một cái thứ gì đó mà mình thích ngay trước mắt mình, hoặc là lúc mà lướt web shopping online và mình muốn có nó ngay tức khắc để trước tiên là check in và khoe với bạn bè, khoe với mọi người xung quanh trước đã. Nhưng mà hãy tự hỏi mình rằng là mình có thể đợi hay không? Mình có thể mua nó sau một vài ngày nữa, hay là một tuần, hay là một tháng nữa hay không? Bởi vì biết đâu khi mà nhìn lại thì mình sẽ nhận ra là nó cũng không thật sự cần thiết đến như vậy, hay là mình cũng chẳng thích nó nhiều như thế nữa. Với những cái món đồ mà nó không được rẻ cho lắm thì nếu như bạn có đủ tiền và bạn cảm thấy rằng mình không tài nào đợi thêm được nữa thì ok, hãy mua nó. Nhưng đối với những bạn mà cảm thấy rằng cái món đồ đó nó có phần hơi nhỉnh hơn so với ngân sách của mình thì nếu được, hãy đợi thêm một cái khoảng thời gian nữa. Lúc đó thì bạn sẽ đánh giá được chính xác hơn rằng liệu mình có thích nó nhiều đến như thế hay không, hay là mình có đang thực sự cần nó trong cuộc sống của mình hay không. Và lúc đó thì có thể là tài chính của bạn cũng dư giả hơn nữa. Câu hỏi thứ 7 là liệu mình có thể thay thế chúng với những thứ mà mình đã có hay không? Ví dụ như là mình đã có một cái quần hay là một cái áo tương tự như thế rồi, hay là cái áo phông trắng mình mới mua này thì nó vẫn có thể dễ dàng kết hợp được với những cái quần hay là cái váy mà mình đang có ở nhà chẳng hạn. Và thậm chí là cái túi này, cái đôi giày này nó cũng có thể kết hợp được với nhiều kiểu đồ khác nhau. Vậy thì liệu có cần thiết để mua thêm những mẫu mới hay không khi mà chúng không có quá nhiều sự khác biệt nổi trội về mặt giá trị cho lắm? Câu hỏi thứ 8 là liệu mình có thể tự làm ra hay là tự tạo ra những món đồ mình cần hay không? Ví dụ như là từ những cái vật dụng có thể tái chế đang có sẵn ở trong nhà thì mình có thể tự thiết kế, tự làm ra những cái món đồ để trang trí căn phòng của mình này, hay là những chiếc túi xách nhỏ này, hoặc là những cái ví đồng xu chẳng hạn. Và việc này thì không chỉ là kích thích cái sự sáng tạo của bạn mà còn có thể giúp bạn tiết kiệm được chi phí nguyên vật liệu và thậm chí là bảo vệ cả môi trường nữa. Và cuối cùng là câu hỏi số 9, cũng là câu hỏi quan trọng nhất, rằng trong lòng mình thực sự cảm thấy như thế nào? Nếu như tưởng tượng bây giờ sau khi đã chi trả một cái khoản tiền kha khá cho nó rồi, mình đã cầm nắm được nó trên tay rồi, thì mình có thấy tích cực lên hay là hào hứng lên nhiều không? Hay là chỉ cảm thấy có lẽ đây chắc chưa phải là lúc, hay là mình đã lỡ trả một cái giá quá đắt so với số tiền mà mình đang có, hoặc là mình sẽ dễ cảm thấy tiếc nuối hay là hối hận sau khi mua nó chẳng hạn. Vì thường thì sẽ có rất nhiều những cái yếu tố bên ngoài tác động đến cái quyết định mua hàng của bạn. Ví dụ như là khi mà đi mua quần áo ấy, khi thử đồ ấy, thì gương hay là ánh sáng ở các shop quần áo thường được thiết kế để tạo cảm giác là bạn trông đẹp hơn. Và cũng như là những cái sự kích thích rồi những cái lời khen từ người bán hàng sẽ khiến cho bạn có những cái quyết định sai lầm trong phút chốc chẳng hạn. Nếu như lúc đó cái sự thích của bạn chỉ ở lưng chừng, bạn cảm thấy là nó có vẻ tốt, có vẻ đẹp, thì đấy là lúc mà bạn nên cân nhắc lại là có nên mua thứ đó hay không. Tất nhiên là mình không ở đây để nói mọi người là đừng có tiêu tiền hay là đừng có mua thứ này, đừng có mua thứ kia. Miễn là bạn làm chủ và bạn tự tin với việc quản lý tài chính của mình thì đó hoàn toàn là quyền của bạn để mua những thứ gì mà bạn thích hay là bạn cần. Đặc biệt nếu đó là thứ mà có thể giúp bạn nâng cao bản thân cũng như là về lâu về dài có thể tăng thêm giá trị cho cuộc sống của bạn. Mình hy vọng rằng những câu hỏi này sẽ giúp bạn thiết lập được một cái thói quen mua sắm và chi tiêu hợp lý hơn cho bản thân mình. Kể cả trong bất cứ một hoàn cảnh nào, lúc mà bạn đang quyết định để mua hay không mua, hay là lúc mà đã lỡ tay hành động rồi và có nguy cơ tiếp diễn nhiều lần một cách khó kiểm soát, mình tin rằng việc sử dụng những cái câu hỏi này, luyện tập nó nhiều lần sẽ giúp bạn tạo ra sự thay đổi. Và nếu như bạn cũng đang có những cái tips hay ho về việc quản lý chi tiêu, quản lý tài chính và muốn chia sẻ với mọi người thì cũng đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video này cho mình biết rồi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.